Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là bản tin 24 giờ thứ ba ngày 15 tháng 10 năm 2024, được phát sóng vào lúc 18 giờ 30 phút trên báo Gia Lai điện tử. Và bây giờ chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nội dung chi tiết. Lan tỏa phong trào tôi yêu tổ quốc tôi. Gia Lai trở thành trung tâm phát triển nông nghiệp mạnh của cả nước. Giá vàng nhẫn tiếp tục tăng tiến sát mốc 84 triệu đồng trên một lượng trong sáng ngày 15 tháng 10 đánh giá phân hạng sản phẩm ô cấp năm 2024, cách làm hay của những nữ triệu phú dân tộc thiểu số ở huyện Chư Bả. Chưa rõ nguyên nhân cá chết tại hồ Thủy Lợi Gia Mơ Gần 100 nữ vận động viên tham gia giải bóng truyền hơi công đoàn ngành y tế Gia Lai, bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải. Kính thưa quý vị và các bạn, Phong trào tôi yêu tổ quốc tôi lan tỏa rộng rãi và có tác dụng định hướng lối sống đẹp, bồi đắp tình yêu quê hương đất nước cho thế hệ trẻ. Tôi yêu tổ quốc tôi là phong trào trọng tâm của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai, được cụ thể hóa bằng 5 nội dung: Thanh niên Gia Lai yêu nước, bản lĩnh, thanh niên Gia Lai sống đẹp, sống có ích, thanh niên Gia Lai sáng tạo, khởi nghiệp, thanh niên Gia Lai tình nguyện vì cộng đồng, thanh niên Gia Lai khỏe thể chất vững kỹ năng, chủ động hội nhập quốc tế. Hàng năm, tổ chức hội các cấp triển khai các nội dung đến hội viên thanh niên bằng những hoạt động cụ thể phù hợp. Trong nhiệm kỳ 2019-2024, tổ chức hội đã triển khai 233 hoạt động nghĩa tình biên cương tổ quốc vì người bạn tổng quân, vì các chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo với hơn 5.700 lượt hội viên thanh niên tham gia. Anh Đỗ Đức Thanh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thông tin. Phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi được triển khai rộng rãi, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của hội viên thanh niên. Nhiều chương trình hoạt động thể hiện sự sáng tạo có tính lan tỏa, khơi dậy, cổ vũ thanh niên thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động cụ thể ý nghĩa, đóng góp xây dựng quê hương ngay một giàu đẹp. Từ phong trào này, nhiều nhân tố mới điển hình tiên tiến được phát hiện tuyên dương, khen thưởng, góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp về lớp thanh niên tỉnh Gia Lai thời kỳ mới. Việc từng bước triển khai các giải pháp thúc đẩy dịch vụ logistics phát triển, kỳ vọng sẽ tạo thế cho Gia Lai trở thành vùng kinh tế động lực trong khu vực, thúc đẩy các tỉnh khác trong vùng cùng phát triển. Với thế mạnh về quỹ đất nông nghiệp, thổ nhưỡng, khí hậu ôn hòa, Gia Lai đã trở thành một trong những trung tâm phát triển nông nghiệp mạnh của cả nước. Điển hình là phát triển trồng các loại cây công nghiệp và cây ăn quả. Trong đó một số mặt hàng nông sản có sản lượng lớn như cà phê, điều, hồ tiêu, chanh dây. Trong quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, tỉnh định hướng xây dựng hai trung tâm logistics và hai cảng cạn để phục vụ cho việc phát triển dịch vụ logistics, thúc đẩy lưu thông hàng hóa trong tỉnh và khu vực Tây Nguyên, đặc biệt là trung tâm kho vận quốc tế logistics Tây Nguyên tại huyện Mang Giang với quy mô hạng 2, diện tích 511 ha đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục kêu gọi đầu tư giai đoạn 2026-2030, kỳ vọng sẽ tạo ra một bước đột phá để thúc đẩy kinh tế phát triển, tạo thế cho Gia Lai trở thành vùng kinh tế động lực trong khu vực, thúc đẩy các tỉnh khác trong vùng cùng phát triển. Theo đánh giá của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Thị Thu Hương, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Nhân lực Logistics Việt Nam cho biết, Gia Lai đang có động thái rất tích cực trong khoảng 2 năm trở lại đây. Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ban ngành đã rất nỗ lực để tìm ra các giải pháp phát triển hệ thống logistics, thu hút các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics để Gia Lai có thể trở thành trung tâm logistics khu vực Tây Nguyên. Bên cạnh những điều kiện thuận lợi, thì cơ sở hạ tầng như đường xá, cảng, kho bãi cũng đang là thách thức để thu hút luôn hàng tập trung vào một đầu mối. Hàng hóa được tập trung vào một đầu mối sẽ là một yêu cầu rất quan trọng để có thể thực hiện được việc giảm chi phí logistics. Bên cạnh đó, các quy định về chính sách cũng còn những chồng chéo, vấn đề là làm sao cởi được nút thắt đó. Ngoài ra cần thiết phải thúc đẩy được doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn, sau đó sẽ thu hút được các doanh nghiệp dịch vụ logistics theo kế hoạch số 1130 ngày 17 tháng 5 năm 2023 về phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025 định hướng đến năm 2030 đã đề ra các nhóm nội dung cụ thể đồng thời tổ chức triển khai thực hiện nhằm hướng đến mục đích xây dựng và phát triển dịch vụ logistics, thúc đẩy phát triển sản xuất, đẩy mạnh lưu thông hàng hóa, phát triển thương mại truyền thống, thương mại quốc tế và thương mại điện tử tăng cường liên kết vùng và hội nhập quốc tế, hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển logistics theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, nhằm đảm bảo năng lực cạnh tranh trên thị trường, phát triển kết cấu hạ tầng logistics đồng bộ với kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, kết cấu hạ tầng thương mại, dịch vụ đưa Gia Lai trở thành một đầu mối logistics quan trọng của vùng. Ngược chiều giá vàng thế giới, giá vàng nhẫn tiếp tục tăng lên, tiến sát mốc 84 triệu đồng trên một lượng, vàng miếng tăng 500.000 đồng trên một lượng, niêm yết ở mức 85 triệu đồng trên một lượng cho chiều bán ra. Mặc dù hiện tại giá vàng đang điều chỉnh nhưng nhiều chuyên gia vẫn dự báo một tương lai tươi sáng cho kim loại quý này. Cụ thể vào sáng nay ngày 15 tháng 10 tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn Niêm yết giá vàng nhận tròn 81,8 đến 83,2 triệu đồng trên một lượng ở hai chiều mua vào và bán ra, tăng 200.000 đồng trên một lượng so với sáng hôm qua ngày 14 tháng 10. Giá vàng nhẫn tròn được niêm yết tại công ty Bảo tính Minh Châu ở mức 82,52 đến 83,83 ,83 triệu đồng trên một lượng, tăng 370.000 đồng trên một lượng. Hiện tại tập đoàn Doji và Phú Quý, giá vàng nhẫn tròn niêm yết ở mức 82,95 đến 83,85 triệu đồng trên một lượng, tăng 400.000 đồng trên một lượng. Giá vàng miếng tại Doji được niêm yết ở mức 83 triệu đồng trên một lượng mua vào và 85 triệu đồng trên một lượng bán ra, tăng 500.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng hôm qua. Cùng thời điểm, giá vàng tại SJC được niêm yết ở mức 83 đến 85 triệu đồng trên một lượng, cho cả hai chiều mua vào và bán ra cũng tăng 500.000 đồng trên một lượng ở mỗi chiều. Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày 14 và 15 tháng 10, Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm ô cấp huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai tổ chức đánh giá phân hạng sản phẩm ô cấp năm 2024 sau khi nghiên cứu hồ sơ sản phẩm các thành viên hội đồng đã chấm điểm dựa trên những tiêu chí đánh giá đồng thời thảo luận góp ý cho các chủ thể sản phẩm về tên thương hiệu mẫu mã bao bì các thông tin trên sản phẩm nhằm khẳng định ưu thế của sản phẩm tăng giá trị sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường trên cơ sở những ý kiến góp ý đánh giá, các chủ thể sản phẩm sẽ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để hội đồng thẩm định lại. Dự kiến kết quả đánh giá phân hạng sẽ được công bố sau 2 tuần tổ chức hội nghị. Những sản phẩm đạt ô cấp cấp huyện sẽ được gửi đến hội đồng cấp tỉnh đánh giá phân hàng theo quy định. Nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số ở huyện Chư Bả, tỉnh Gia Lai cần cù chịu khó, mạnh dạn thay đổi nếp nghĩ cách làm, biết tích lũy để thoát nghèo và vươn lên trong cuộc sống, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm sản xuất cho nhiều chị em khác trong làng để cùng áp dụng giúp nâng cao thu nhập. Đầu tháng 9 vừa qua, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức trao giải chung kết cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp phát huy tài nguyên bản địa, cấp vùng, các sản phẩm của tổ liên kết Đan Lát dịch thổ cẩm gắn với du lịch cộng đồng xã Gia Mơ Nông do chị Hờ Uyên Ni Ê e ở làng Kép 2 xã Gia Mơ Nông sáng lập lọt vào chung kết vùng và được ban tổ chức đánh giá cao. Dự án hướng tới mục tiêu phát huy bản sắc văn hóa bản địa của người Gia Rai, góp phần tăng thu nhập và tạo việc làm cho người dân, nâng cao nhận thức của người dân tộc thiểu số về việc bảo tồn và phát huy nghề dệt thổ cẩm đan lát, các món ăn truyền thống cơm lam, gà nướng, lá mì, cà đắng. Mô hình làng văn hóa du lịch Gia Rai, xã Gia Mơ Nông, dù mới đi vào hoạt động năm 2022, nhưng đến nay được nhiều đoàn du khách ghé thăm. Hiện tổ liên kết vận đồng bà con, các chị tổ chức dệt, các ông Đan lát, còn thanh niên nấu các món ăn truyền thống. Thiếu niên nhi đồng làm mẫu để du khách đến tham quan chụp ảnh, làm dịch vụ thu phí. Còn chị rơ trăm bơi, người gia rai, ở làng Giang Hai, xã Gia Phí, từ chỗ thuộc diện hộ nghèo đã tích cực đi nhặt phân bò để chăm sóc hai sào đất trồng lúa và một sào trồng mì của bố mẹ hai bên cho, rồi tăng tiện dành dụm được tám bao lúa để đổ lấy một con bò về nuôi. Sau đó vợ chồng chăm sóc, có lúc đàn bò nâng lên hơn 10 con, vợ chồng chị lại đổi bò lấy đất ngang với người làng, cứ hai con bò đổi được một xào đất rẫy để mở rộng sản xuất. Đến nay gia đình chị Bơi đã sở hữu 6,8 hecta đất trồng cà phê, trong đó có 2,8 hecta cà phê trồng sen với cây mắc ca, hồ tiêu, bơ, 1 hecta cao su, 500 trụ hồ tiêu, 1 hecta lúa với doanh thu hơn 1 tỷ đồng trên một năm. Sau khi trừ chi phí, gia đình còn lại hơn 500 triệu đồng. Vợ chồng chị có tiền sắm máy cày, xe công nông, mua ô tô phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt. Có kinh tế ổn định, chị Bơi còn thường xuyên giúp đỡ lúa, gạo, giống cây cà phê, hồ tiêu cho một số hội viên phụ nữ nghèo, hỗ trợ một số hộ vay vốn không lấy lại để phát triển kinh tế. Hàng năm, chị còn tạo việc làm thời vụ cho 30 lao động. Theo bà Nguyễn Thị Bảy, Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ huyện Chi Bả, chị Rơ Châm Bơi, Hợ Uyên Ni E, chỉ là hai trong rất nhiều những điển hình phụ nữ người dân tộc thiểu số huyện Chư Bả vừa được Ủy ban dân huyện tặng giấy khen trong hoạt động phong trào làm kinh tế giỏi tại hội nghị biểu dương phụ nữ làm kinh tế giỏi do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức. Các chị em mỗi người có cách làm kinh tế khác nhau nhưng đều có chung ý chí nghị lực tinh thần cân cù sáng tạo trong lao động sản xuất, biết tiết kiệm, chi tiêu, tích góp để tái đầu tư sản xuất, và vươn lên làm giàu chính đáng, qua đó giúp phụ nữ nâng cao quyền năng kinh tế, giúp họ tự tin khẳng định vai trò vị thế của mình đối với gia đình, cộng đồng và xã hội. Thưa quý vị và các bạn, cả chục tấn cá lăng nuôi lồng bè trên hồ thủy lợi Gia Mơ của bốn hộ dân xã Gia Mơ, huyện Chịp Rông, tỉnh Gia Lai chết một cách bất thường dấy lên những nghi ngờ bị đầu độc bằng hóa chất. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn chưa xác định rõ nguyên nhân vụ việc. Có mặt gần khu vực bè nuôi cá của người dân, ông Hoàng Bình Yên, phó trưởng ban phụ trách ban quản lý dự án thủy lợi Gia Mơ cho biết, đến nay các cấp có thẩm quyền vẫn chưa cấp phép cho các cá nhân tổ chức nuôi thủy sản trong hồ thủy lợi Gia Mơ, việc người dân đánh bắt nuôi cá trong lòng hồ là tự phát đó, sáng ngày 10 tháng 10, đoàn công tác của tỉnh đã kiểm tra thực tế tại hồ Thủy Lợi Gia Mơ, gặp gỡ các hộ nuôi sau khi có thông tin cá nuôi trong bè bị chết hàng loạt. Còn theo ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Gia Mơ, trong khu vực lòng hồ Thủy Lợi Gia Mơ có 7 hộ dân người miền Tây lên cư trú đánh bắt nuôi thủy sản. Việc đánh bắt nuôi cá trong lòng hồ là tự phát, chưa được sự cho phép của cấp có thẩm quyền. Công an xã đã báo cáo với chúng tôi về cá lăng nuôi trong bè của bốn hộ dân bị chết hàng loạt. Ủy ban nhân dân xã cũng đã cử lực lượng đến động viên và hỗ trợ dọn dẹp. Chúng tôi cũng hướng dẫn người dân địa điểm chôn lấp cá chết, tránh gây ô nhiễm môi trường. Công an huyện cũng đã cử lực lượng xuống lấy mẫu cá chết để tiến hành xét nghiệm, tìm nguyên nhân. Về thông tin cá chết vì bị đầu độc do tranh chấp, trong việc sử dụng mặt nước trên lòng hồ là chưa có cơ sở. Sáng nay ngày 15 tháng 10 tại thành phố Pleiku, công đoàn ngành y tế Gia Lai khai mạc bóng truyền hơi trong nữ công chức, viên chức và người lao động ngành y tế năm 2024. Giải đấu có sự tham gia của 9 đội bóng với gần 100 vận động viên đến từ 9 công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn ngành y tế Gia Lai. Trong một ngày diễn ra giải các đội bóng tham gia thi đấu theo thể thức loại trực tiếp, mỗi trận đấu có 3 hiệp đấu. Ngay sau lễ khai mạc, đội bệnh viện Hùng Vương Gia Lai và đội bệnh viện Y Dược Cổ Truyền phục hồi chức năng tỉnh đã có trận mở màn sôi động. Với sức trẻ và kỹ năng khéo léo, đội bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 2-0. Bản tin xin được tiếp tục với nội dung sau. Thời gian qua, các ngành địa phương trong tỉnh Gia Lai triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thực hiện chỉ thị số 23 ngày 26 tháng 7 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ trong tình hình mới. Ông Trần Đình Sơn, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải cho hay, Sở đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện chỉ thị số 23 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hoạt động công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ trong tình hình mới trong đó tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đồng thời thực hiện nghiêm túc có hiệu quả công tác kiểm tra các đơn vị kinh doanh vận tải xử lý nghiêm các hành vi vi phạm ngoài ra chú trọng tuần tra kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô cùng với việc tăng cường công tác tuyên truyền cho lái xe nhân viên phục vụ chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông các cấp ngành liên quan cùng đơn vị kinh doanh vận tải tiếp tục xây dựng văn hóa giao thông an toàn tại đơn vị gắn với phong trào doanh nghiệp vận tải an toàn và lái xe an toàn tập huấn nghiệp vụ vận tải an toàn giao thông và đạo đức nghề nghiệp cho lái xe nhân viên phục vụ đến đây chúng tôi xin được kết thúc bản tin 24 giờ của báo Gia Lai điện tử hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào bản tin ngày mai.